với vài nét về công việc Chúa và phần công tâm xin kính mời sư cứu tổ. Kính thưa mục sư giáo pháp trưởng, kính thưa quý vị mục sư, công tác viên mục vụ, quý quan khách và toàn thể con dân của Chúa. Buổi sáng hôm nay, Hội Thánh Ngọc Sro cùng nhìn lại 17 năm những chặng đường đã qua. Quý vị đã nghe tiểu sử của Hội Thánh. Đức Chúa Trời đã ban phước trong quá khứ, hiện tại và tôi tin chắc rằng Ngài sẽ làm trọn công tác của Ngài để cứu nhiều linh hồn về với Chúa cho đến khi Chúa Giêsu hồi lai. Amen. Trong Kinh Thánh Giô-sê đoạn 1 câu 8 có chép: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho ngươi cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Tôi thích cái câu Kinh Thánh này, và đặc biệt cái chữ may mắn và được phước. Trong cuộc đời hầu việc Chúa có những cái điều rất là đặc biệt mà không thể giấu cho riêng mình, cần phải nói ra để tạ ơn Chúa. Tôi ra trường hầu việc Chúa đến nay là 14 năm phục vụ Chúa trong giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Ở Hội Thánh nơi đây 13 năm, 2 tháng và 5 ngày. Tôi muốn làm chứng lại những việc may mắn, nhận được những ơn phước lạ lùng trong suốt 13 năm hầu việc Chúa ở tại Hội Thánh San Bóc Lô, ngày nay là Hội Thánh Ngọc So. Cái may mắn được đầu tiên đó là được phụ tá mục sư Nguyễn Thọ Hân là nguyên quản nhiệm Hội Thánh. Một người anh, một người thầy, một người đồng lao đã nâng đỡ tôi suốt những năm tháng lúc ra trường còn tập sự chập chững hầu việc Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em và thưa mục sư giáo hạt trưởng, rất ít mục sư quản nhiệm mà giao chức vụ mục sư quản nhiệm lại cho mục sư phụ tá. Và ở trong giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ rất ít có, nhưng mà rất là hiếm. Và người ta nói rất là vui là phụ tá là phụ phá, mà phụ tá là phụ đá. Nhưng mà tôi không biết mục sư Hân tại sao dám giao cho một vị phụ tá một cái chức vụ trở thành phụ tá, nhưng mà trở thành mục sư quản nhiệm. Và khi mà lúc mà mục sư giao Hội Thánh cho tôi thì tôi rất là run sợ, bởi vì người ta nói phụ tá là phụ phá, mà cảm ơn Chúa may mắn thay tôi không có giám phá, mà ngược lại Chúa ban phước trên Hội Thánh mỗi ngày được vui vẻ cho đến ngày hôm nay. Amen. Cái may mắn thứ hai và được phước đó là Chúa cho tôi cưới được một người vợ rất là tuyệt vời. Tôi không biết dùng cái từ nào cho chính xác, nhưng mà cảm ơn Chúa điều đó, Chúa đã ban phước cho tôi. Bởi vì tôi thì thường thường không bao giờ lo đến tiền bạc tài chánh, và tôi có thể cũng tôi hầu việc Chúa ở đây với cái phụ cấp Hội Thánh rất là khiêm nhường. Trong vùng này thì các vị mục sư ai cũng có phụ cấp cao hơn tôi hết, mà tôi phụ cấp rất là khiêm nhường, và có thể nói rằng tôi là một người rất là may mắn được phước hơn quý đầy tớ của Chúa, bởi vì tôi không bao giờ lo đến tiền bạc. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, và vì nhà tôi nói anh cứ lo hầu việc Chúa, càng được ơn để tâm vào lo hầu việc Chúa, còn tiền bạc thì để em lo. Cho nên vì vậy tiền bạc tài chánh tôi không có lo, vì vậy cho chắc có lẽ là tôi sướng hơn quý vị mục sư ở trong vùng. Quý vị thấy một chút tôi sẽ giới thiệu nhà tôi, quý vị càng ngày thì quý vị thấy nhà tôi càng xinh ra. Hội Thánh này rất là thương gia đình chúng tôi. Và mặc dù mười mấy năm hầu việc Chúa không có gia đình bên cạnh, Hội Thánh nơi đây
tôi xem là gia đình của tôi. Và có thể các anh em ở trong hội thánh còn thân hơn anh em ruột của mình, tại vì anh em ruột mình đa số ở xa. Cái may mắn và điều phước thứ ba, nhà tôi nói anh là rất là may mắn trong chức vụ hầu việc Chúa, có quý nhân đến giúp đỡ. Tôi hỏi em nói tại sao may mắn? Anh có ba thư ký trong hội thánh đã ủng hộ, cầu nguyện cùng làm việc chung, cho nên hội thánh Nọt So ngày hôm nay mới được như thế này. Người đầu tiên hôm nay tôi phải nhắc đến ở đây đó là anh Đặng Trần Di. Vào từ năm 2006 cho đến năm 2009, hội thánh phát triển về mọi mặt, về tài chánh, tinh thần, học lời Chúa, tinh thần rao giảng tin lành. Trong vài năm đó có đến 52 người tiếp nhận Chúa. Và nếu đứng vững hết bây giờ thưa quý vị không có chỗ ngồi, nhưng mà có một số thì vẫn còn ở lại, một số thì đi làm ăn xa, một số thì yếu đuối, một số không có phương tiện, cho nên chúng tôi phải giới thiệu đến những cái hội thánh ở gần, và một số thì không có đi nhập thờ nữa. Trong thời gian đó thì hội thánh dư được 40.000 để đào mua cơ sở này trị giá 150.000. Hội thánh vì công an việc làm cho nên anh Đặng Trần Di phải về miền Nam Cali để làm việc. Cái người thứ hai tôi muốn nhắc đến ở đây là người bác sĩ Vũ Thành Trung. Mặc dù sinh hoạt ở đây 3 năm ngắn ngủi nhưng mà anh là một người rất là nhiệt tình, chỉ biết phục vụ và phục vụ rất là thương các em thanh thiếu niên trong hội thánh. Lúc sửa chữa nhà thờ, anh là người dâng hiến nhiều nhất trong các con cái của Chúa để sửa sang nhà thờ. Và trước khi bác sĩ Vũ Thành Trung và vợ là bác sĩ Trần Mỹ Nhi ra công xây dựng một cái nhà kho tự nguyện và dâng tiền để xây nhà kho và tự nguyện xây cái nhà kho để được chứa đồ cho hội thánh. Cái người thứ ba mà buổi sáng hôm nay tôi cần nhắc đến đó là ông Nguyễn Thành Công. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nếu không có ông Nguyễn Thành Công buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ không có cái buổi lễ cung hiến phòng Hồng Kông. Ông vừa mới về hưu mà tôi thì làm việc mệt rồi, ước làm sương sống thì nhắc đến sửa nhà thờ. Một sư Châu Đồng Ngọc và anh tôi có nói rằng xây nhà thờ mình giảm thọ 10 năm. Mà nếu mà bài ví dụ mà xây phòng thông công đó chắc ít nhất là 5 năm nữa. Chú mày có chịu nổi không? Và bởi vậy càng ngày tôi có nhiều tóc bạc, quý vị thấy. Cảm ơn Chúa. Và Chúa cho một ông thư ký rất là nhanh nhẹ, thích làm và chỉ biết làm cho nhà Chúa đẹp. Mà ông cũng là một họa sĩ nữa thưa quý vị. Từ trước sau quý vị thấy cái tấm bảng hiệu, chứ hồi năm ngoái quý vị đến đó không có tấm bảng hiệu. Bây giờ quý vị thấy cái tấm bảng hiệu Nọt So Vietnamese Chapel rất là xinh đẹp, chính tay của ông đã làm. Rồi xung quanh trồng kiển, trồng bông, trồng hoa thì ông cũng là người lo công việc đó. Rồi quý vị thấy một hồi chúng tôi sẽ mời quý vị qua phòng công công. Hồi xưa nay chúng tôi chỉ biết lót gạch đường thẳng thôi, nhưng mà ông là người biết lót gạch xéo, cho nên rất là khéo tay. Còn rất là nhiều việc nữa. Tôi đối với ông Thành Công, nếu mà chú mà không có chú thì tôi sẽ không có làm đâu. Nếu mà bài ra đó thì không có ai làm, mình cũng đánh thôi. Cái điều may mắn thứ tư là Chúa yêu tôi, kêu gọi tôi hầu việc Chúa. Và khi tôi ra trường thì đang hầu việc Chúa ở tại Chicago, có một sư giáo hạt trưởng Nguyễn Tài đến cầu nguyện của tôi ở tại đó. Và sau đó thì giáo hạt lại bổ tôi đến một hội thánh rất là xa ở bên Cali mà tôi chưa bao giờ biết Cali. Cho nên sau khi mục sư Hân giao hội thánh cho tôi quản nhiệm vào năm 2000 đó, cái khó của tôi là tín đồ ai cũng quý bà mục sư Miễn Lĩnh, ai cũng quý mục sư Nguyễn Thọ Hân. Đến tôi quản nhiệm khó vô cùng luôn đấy. Nhiều lúc tôi muốn rút lui, bỏ cuộc xin đổi đi nơi khác. Mỗi lần họ ban chấp hành về tôi phải uống hai viên thuốc thay lên rồi. Có thể lúc đó là
là mấy anh em có thể tôi thiếu kinh nghiệm, anh em không hiểu tôi hoặc là hiểu lầm hoặc là không ủng hộ tôi khi một sư thân rời khỏi hội thánh, mặc chưa đồng một tâm tình, chưa đồng một cái khải tượng chân. Người đến sau hầu hết ai cũng bị điều này, vì sự cảm tình của con cái Chúa, mục sư truyền nhiệm là chuyện bình thường, ai cũng có quyền so sánh, phải không quý vị? Nhưng cảm ơn Chúa, trong 10 năm nay tôi không còn uống thuốc hay là nói nữa mà hội thánh rất là vui vẻ, dễ thương. Cái đặc biệt nữa là hội thánh này là một cái hội thánh nó lạ lùng nữa, không có giống hội thánh nào hết. Cái hội thánh này là con cái Chúa không có ở trong local mà ở cách xa 30 phút hoặc là 45 phút. Hội thánh không có một kỹ sư nào, không có một bác sĩ nào, đa số là đàn bà quá phụ, một tôi là con trẻ. Một hội thánh bé nhất giáo hạt, ít nhất người nữa, mà trong hội thánh có 10 đàn bà quá phụ một con. Thì có hội thánh nào nhiều như vậy không? Có 22 thanh thiếu niên và thiếu nhi chỉ biết ăn thôi. Có 9 cặp có gia đình trọn vẹn. Có 13 người đi làm mà làm rất là khiêm nhường, là làm việc tay chân. Cho nên một số con cái Chúa buổi hôm nay hay đi làm không có xin nghỉ được. Và cái may mắn được phước, tôi thưa với Chúa rằng Chúa chỉ cho con có ơn để lo cho hội thánh một con này thôi, và chắc suốt đời con chắc cũng chỉ có đến đó thôi. Thưa quý ông bà chị em, thật ra quản nhiệm hội thánh ít người mà đa số quý bà cũng sướng thật à, vì Chúa rất là yêu thương những người mồ côi quá quá gì đâu, biết không? Đồng amen không? Amen. Tôi nói với hội thánh vì Chúa thương quý bà, Chúa ban phước cho quý bà thì Chúa cũng phải ban phước cho mục sư, đồng biết không? Mà hội thánh này cũng lạ nữa thưa quý vị, xin cái gì thì Chúa cho cái nấy. Quý bà cứ hối thúc tôi, mục sư cứ xin đi, mục sư xin thì chắc Chúa sẽ cho, và cảm ơn Chúa điều đó. Nếu có thì cho nên quý ông bà anh chị em thấy hội thánh có con cái Chúa cũng rất là yêu mến Chúa. Cái tôi quản nhiệm hội thánh mồ côi quá bụa rất là vui, không biết tại sao Chúa cho rất là vui. Tối về thì ngủ rất là ngon, biết gì biết tại sao? Vì hội thánh này không có bà tóc đỏ, cũng không có ông tóc vàng. Nếu mà có thì cũng đi hết rồi, không còn nữa. Cho nên quý bà rất là dễ chịu, rất là dễ thương, chỉ biết cầu nguyện cho mục sư và không bao giờ biết cầm lên mục sư cả, xin quý vị. Và năm ngoái hội thánh đã gả được một bà mà chúng tôi mừng hết lớn. Mà gã thì tôi ra điều kiện là phải bắt rễ. Bây giờ còn 9 bà. Mà sáng hôm nay quý vị nào mà hội thánh khác đến đó mà chết vợ, còn gặp sư đại đó, một chút nữa đến gặp một sư quản nhiệm. Mà nếu mà quý bà đồng ý đó, thì tôi cũng ra điều kiện là bắt rễ thôi. Tạ ơn Chúa, hai ngày 20 tháng 3 năm 2010, mục sư giáo hạt trưởng đến đây để cử hành lễ cung hiến thánh đường thật phước hạnh. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng tôi vui mừng đã thanh toán hết số nợ, sửa chữa và nghĩ rằng không biết chừng nào mới có tiền để xây thêm cái cơ sở phòng ốc, vì mỗi ngày các con cái Chúa nhóm đông hơn. Và dự án xây dựng chính quy có permit ít nhất là khoảng 50.000 hoặc 60.000. Và chúng tôi mơ ước khải tượng xây phòng không công cho các em sinh hoạt và làm thực hiện khải tượng và hoàn tất khải tượng mà Chúa cho. Đầu năm 2011, ban chấp hành và toàn thể hội thánh có một cái hội đồng trọng thể cầu nguyện Chúa cho có một dự án khoảng 3 hoặc là 4 năm. Đến năm 2014, kỷ niệm 20 năm thành lập hội thánh sẽ có phòng thành công. Nhưng mà tôi kể trong kỳ lễ cung hiến năm ngoái đó, chỉ có 40.000 thôi, làm sao có thể mua được cái nhà thờ được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa ban thưởng thì chúng tôi nhận thôi. Thật ra chúng tôi không bao giờ mơ ước nghĩ mua nhà thờ. Và mặc dù dự án
3 hoặc là 4 năm vì mới có thể nhà thờ ngày hôm nay quý vị thấy khi mới làm nhà thờ ngoại tôi nói mệt quá rồi mà hội thánh nói nghe không có dám than với quý vị bữa đói bữa no mà kỹ sư bác sĩ thực tập xong rồi có chớp họ chuyển đi hết rồi rồi toàn là quá phụ còn là người già mồ côi thôi làm sao mà có thể xây dựng phòng thông công được nhưng mà cảm ơn Chúa ông thư ký mấy anh em đang nằm dưới quá hăng hái ao ước thúc đẩy bàn tính xây chui chứ không phải chạy chân tức xây chui xây như thế nào đó hoặc là kê cây ở dưới rồi đóng sàn ở trên nếu mà người ta đến hỏi là chúng tôi xây đâu có dính dưới mặt đất là chúng tôi làm cách nào đó và một ngày kia thì ông Nguyễn Đình Công và anh Nguyễn Triệu Phú và Châu Châu và tôi lái đi một vòng đi xem mấy cái công ty xây nhà và cuối cùng đi cả ngày về đói bụng mà không có tìm được những cái công ty đa số là mắc 100 mấy ngàn không và một ngày kia thì ông Nguyễn Thành Công gọi điện thoại cho tôi và nói là tìm một cái người xây nhà tiền chế mà dạng nhà kho một sư lên đây để cùng đi với tôi và cảm ơn Chúa có mở đường tìm được một người Mỹ là con cái của Chúa nữa ông chuyên môn xây nhà kho hơn 25 năm ở trong vùng Bay Area này và ông nói là nhà chúng tôi xây không cần phần ít và ban đầu thì chúng tôi hỏi ông là nếu mà cái dạng mà 20 x 30 đó thì bao nhiêu thì ông nói là khoảng 12 ngàn rồi ông nói nếu mà 18, 20, 24 và 25 thì khoảng 8 ngàn và ông nói ông sẽ bớt nữa nếu quý vị làm và mà thật ra lúc đó khoảng tháng 3 hồi thánh chúng tôi chưa có một đồng xu nào thân quỷ đợi cho đến tháng 5 mới cai ngàn gây quỷ mà hồi xưa nay chưa bao giờ gây quỷ đi mua nhà thờ ra xây phòng thông công không biết kỳ này cai ngàn gây quỷ có thành công hay không mặc dù vậy chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện tháng 4 thì cảm ơn Chúa có ông Nguyễn Kiều Phú trong hội thánh đứng lên tôi muốn dâng $1,000 để xây phòng thông công rồi anh Nguyễn Đức Trí nói mục sư xây phòng thông công ở tôi cũng dành $1,000 bác sĩ Vũ Thành Trung ở bên Oregon nói mục sư muốn thay phòng thông công hả được không được ạ tôi sẽ ủng hộ $1,000 buổi sáng hôm sau thì ông thư ký gọi tôi nói là mục sư tôi cũng cảm động dành $1,000 vậy tôi nói cảm ơn Chúa ông cảm động tôi cũng cảm động nữa tôi cũng dành $1,000 nữa rồi ông bà ngoại cũng cảm động nhân 500 cô Kim Lan Kim Tiền cảm động nhân 500 tính đi tính lại cũng được $6,000 rồi cảm ơn Chúa điều đó đến khi chúng tôi tổ chức ca nhạc Chúa cho chúng tôi làm rất là thành công buổi tối đó xong rồi quý vị biết dân được bao nhiêu khách mời đến dân được 1,800 đồng và chúng tôi tổng cộng lại là chúng tôi được 8,000 mấy anh em nói bây giờ mấy anh làm đi chứ sao không thấy làm gì hết tôi mới gọi cho ông builder thì ông builder để đến và ông đo đạc và khi chúng tôi phải đào đất rồi chúng tôi phải cắt xi măng chúng tôi phải làm foundation là anh em đến làm và cuối cùng thì ông mới nói là cái khoảng 25-18 là bao nhiêu thì ông nói có thể khoảng 8,000 mà chúng tôi phải tính thế quý vị tại giờ lúc này thế lên đó bây giờ tôi phải tính thế rồi ông nói nhưng mà ông không có cho biết chính xác cái giá chúng tôi rất là lo mình có 8,000 ông nói 8,000 là mình trả xong rồi là hết tiền rồi còn đâu mà mình đóng cây hoa xây ở trong mua gỗ cho nên chúng tôi lo chúng tôi nói ông thư ký nói chú phải hỏi ông exactly cho biết cái giá chứ giờ mình có một nửa cái đích dịch của chúng tôi dự định là 15-20 ngàn mà mới được có 8,000 thôi mà đã dám gan đã bắt đầu xây rồi và cảm ơn Chúa điều đó đến đổ foundation là 2,000 chúng tôi còn có 6,000 thôi và chúng tôi bước đi bởi đức tin đến đâu thì làm đến đó trong Giô-sê chú dạy hãy vững lòng bền chí chứ run sợ chứ kinh khủng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi và tôi đọc được cái câu kinh thánh này tôi rất là vững lòng đây là một lời hứa của Chúa dành cho Giô-sê nhưng mà nếu chúng ta là con cái Chúa là đầy tớ Chúa trông cậy nơi Ngài và nhờ cậy lời của Chúa thì chắc chắn Chúa cũng ban cho cái điều đó
Và ông Nguyễn Thành Công nói mình phải làm, con cái Chúa thấy thì họ mới danh chứ. Và cảm ơn Chúa điều đó, tạ ơn Chúa. Trong lúc chúng tôi cùng lo đại hè với mục sư John Hồng Hòa Thánh Hiệu Quá và builder đến dựng lên cái nhà tiền chế rất là đẹp, và ai cũng tạ ơn Chúa. Và cuối cùng thì ông nói quý vị biết giá bao nhiêu không? Ông chỉ lấy có 3,700 đồng thôi, thay vì là 8,000. Và ông nói quý vị phải trả tiền công, tôi không có trả tiền công, trả tiền công cho những người gắp cái building. Và cuối cùng chúng tôi phải trả tiền công, và chúng tôi cũng trả tiền. Chúng tôi nói ông là bây giờ là trả tiền này tiền kia hết chi phí rồi, bắt đầu là khoảng 4,500 đồng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thay vì người ngoài họ lấy 8,000 nhưng mà ông chị có lấy có người giá, cảm ơn Chúa điều đó. Và trong lúc thực hiện cải tượng xây cất thì chúng tôi gặp thử thách của quý ông bà anh chị em. Cuối tháng 6 Hội Thánh đã cạn tiền, trong quỹ nhà băng check-in chỉ còn 485 đồng, trong saving thì còn khoảng 1,000 đồng gì đó. Là lần này gửi thư ra tốn tiền tem hết 180 đô tiền stamp, không có ai cho. Cũng chỉ những bà quá phụ mồ côi cho thôi. Chẳng hạn như là bà mục sư Nguyễn Lĩnh đầu tiên cho, rồi bà mục sư Nguyễn Xuyên Tính ở bên New York, bà mục sư Nguyễn Hậu Lương, tôi thấy rất là cảm động. Và tôi đi hội đồng gặp lại mấy mục sư quen, hỏi sao mấy anh có nhận thơ của Hội Thánh không? Thì mấy anh cảm động danh chăng cũng được. Với mấy vị mục sư đồng lao mới nói có nhà thờ rồi mà mày đặt xây phòng thông công, ai là thèm cho nữa. Tôi nói nhà thờ tôi có tiếng teo và có 1,600 về viết thôi, không phải như mấy nhà thờ lớn 5,000, 7,000 đâu quý vị. Và cảm ơn Chúa không có ai cho hết. Sau đó thì tôi gặp một cái người chị hồi lúc quen ở bên đảo, chị hỏi lúc này nhà thờ em sao. Em nói hầu Chúa tốt lắm chị, em này có ơn quản nhiệm mấy người mồ côi lắm hồ, mà đang dự định xây dựng phòng không công mà đang dở dang, bây giờ thì cũng cạn tiền rồi, chắc cầu nguyện Chúa giúp trợ thôi. Thì nó vui vui thì chị nói chị sẽ dâng cho em Hội Thánh em. Rồi tôi nghĩ là chị nó vui thôi. Bữa sau chị đem một cái check đến 500 đồng để dành cho Hội Thánh. Cảm ơn Chúa điều đó. Và sau đó thì tôi lái xe qua bên Arizona thăm ông cụ tôi và các anh em bên đó, và làm thọ cho ông thân của tôi 80 tuổi. Thì mấy anh chị em ngồi lại nói chuyện với nhau, thì mấy bà chị của tôi, ông anh nói sao lúc này nghe chú mày làm phòng không công đến đâu rồi, có tiền không, có thiếu tiền không? Tôi nói thiếu dữ lắm. Ca cái bài con cá. Xong với mấy anh chị nói ở bên này mục sư cho đồng ngọc đang xây cho thờ dư tiền dữ lắm, lúc nào cũng có tiền trong nhà băng. Hội Thánh mày thiếu hả? Thôi có gì để chút chừng nào về tao sẽ cho đẹp. Và cảm ơn Chúa, người anh với bà chị về cho 1,000 đồng. Đi một vòng, mặc dù đi chơi nhưng mà về chúng cho có được 2,000 đồng để tiếp tục mà xây dựng. Và tôi cảm ơn Chúa, về thì có một anh con cái Chúa ở trong Hội Thánh mới nói mục sư. Hôm nay gặp lâu gặp mục sư quá, hỏi mục sư Hồng Nam Công xây tới đâu rồi. Thì tôi cũng nói cũng cảm ơn Chúa tốt, bữa nào anh đến uống nước trà uống cà phê nha. Thì anh nói là chấm lúc này sau thôi, nói cũng eo hẹp lắm, cũng đang định dựng, người thì muốn xây nhanh, một người thì muốn xây từ từ tại vì chưa có tiền. Cảm ơn Chúa thì anh dâng 500 đồng, anh hứa anh sẽ dâng nữa, mặc dù anh đã dâng 1,000 đồng rồi. Và cảm ơn Chúa điều đó. Rồi có một con cái Chúa ở tại Fairview gọi tôi hỏi mục sư lúc này phòng thông công xây sao. Tôi nói cảm ơn Chúa tốt lắm, chị bữa nào đi nhốt đi. Thôi hỏi tài chánh sao thì mình cũng kể ca cái bài con cá nữa. Xong rồi chị dâng 200 đồng. Một bà con bà
một bà Việt Nam có chồng ngoại quốc đến đây đó hỏi mục sư lúc này xây phòng thông công là sao? Thì tôi cũng trẻ như vậy thôi, bà nhân 500 đồng. Tôi cảm ơn Chúa điều đó. Và lúc trong nhà thờ chỉ còn có 485 đồng thôi. Tôi xin Chúa cứ tiếp trợ ban phước cho hội thánh để công việc của Chúa sẽ được sớm hoàn thành. Và sau khi tôi đưa những cái chép đó cho thủ quỹ thì anh Trịnh Tấn Hưng mới nói là em không có lo một chút. Em kinh nghiệm cái lần trước rồi, mục sư thấy chưa? Lần trước mình đến tiền mình xỉu. Bây giờ em biết rồi, bây giờ mặc dù mình khó khăn chút xíu nhưng mà chắc Chúa sẽ tiếp trợ. Và kỳ này tôi cảm ơn Chúa, thủ quỹ có đức tin hơn. Cảm ơn Chúa. Sau hội đồng giáo hạn, tôi và ông Nguyễn Thành Công tiếp tục làm phòng thông công thì gặp một trận mưa rất là lớn. Mà thật ra mùa hè Cali quý vị đâu thấy đâu có mưa không? Mà bữa đó mưa tại vì mới xây phòng cái building xong rồi chúng tôi cũng muốn xịt nước thử coi có giọt hay không. Nhưng mà cảm ơn Chúa trận mưa xuống trôi hết không thấy giọt. Cảm ơn Chúa điều đó. Mà lại lúc đó thì thưa quý ông bà anh chị em, tôi đi ra ngoài trước hộp thơ ở đây. Tôi mở hộp thơ ra, tôi thấy chánh phủ gửi trả lại tiền thế là 997 đồng một chín xu. Tôi nói với ông Nguyễn Thành Công là Chúa tiếp trợ mình, bởi vì giống như người đàn bà quá trong cụ ước đó. Dầu sẽ không hết trong bình, mà bột sẽ không hết trong giọt. Bữa sau thì tôi mở hộp thơ ra, mục sư giáo hạt trưởng gửi thơ cho hội thánh. Và khi tôi biết trong đây là cái gì, mở ra thì thấy thơ mục sư giáo hạt trưởng và ban chấp hành giáo hạt ký một cái chép 1.000 đô. Alleluia, cảm ơn Chúa. Từ 485 đồng ở trong nhà ban bây giờ lên tới 7-8 ngàn đồng để có chi phí trả tiền mua vật liệu và tiếp tục làm xong công việc của Chúa. Mà 2 tháng đó thì tôi chưa có nhận phụ cấp. Xong với ông Thành Công nói một sư sao sống, tôi nói để sống nhờ vợ quá. Xong với ông Thành Công về mới nói với bà cụ nghe cảm động. Bà thấy nói một sư sao hồi Chúa sao không có phụ cấp rồi sao một sư sống, nên là bà cụ cảm động là dân cho Chúa để một sư có phụ cấp. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà cụ. Mà thật ra tôi không có thiếu. Nhà thờ là ngọn cái Chúa bị xây phòng thông công mới thiếu thôi, chứ hội thánh bình thường thì không có thiếu. Và tạ ơn bà ngôi Đức Chúa Trời trong lúc thời buổi khó khăn mà Chúa có đồng làm việc với hội thánh tại đây, thưa quý vị, để hoàn thành cải tượng Chúa giao. Vì Chúa của chúng ta là đấng giàu có, là đấng si ghê, là đấng sẵn sàng hay ban phước và ban thưởng cho chúng ta nếu chúng ta tin cậy vào nơi Ngài. Hãy tập vâng phục lời Chúa như Giô-sê đoạn 1 câu 8. Mỗi đời sống của chúng ta sẽ được may mắn và được phước. Mặc dù dự án 3 năm hoặc là 4 năm mới hoàn thành, nhưng mà Chúa đã cho trong vòng 6 tháng con cái Chúa đóng góp dâng hiến và hơn 3 tháng rưỡi xây dựng đã hoàn tất. Cảm ơn Chúa điều đó. Đây là một việc mà Chúa làm chứ không phải chúng tôi làm, thưa quý ông bà chị em. Tôi cũng đồng thanh với Thánh Phaolô nói rằng chúng tôi làm được mọi sự nhờ đến ban thêm sức cho tôi. Chỉ có ai bằng lòng nhờ sức Chúa, mượn sức Chúa, vì sức Chúa là vô hạn và sức của chúng ta là giới hạn. Tôi cảm ơn Chúa. Ở đây tôi muốn làm chứng để nói ra những ơn phước của Chúa bên cạnh những thử thách nho nhỏ để Chúa thử lòng con cái Chúa và tôi tới Ngài có dám bước đi bởi đức tin hay không. Thật vậy, chúng tôi là những người học những bài học mà Chúa dạy theo gương của Phaolô, của Giô-sê, nói rằng hãy vững lòng mình chứ, phải ta sẽ ở cùng vui trong mọi nơi người đi. Tạ ơn Chúa, ban năm với và nữ giới đã đến đây hỗ trợ quý ông nấu ăn, quét dọn, ủng hộ tinh thần để xây dựng. Tháng 9 vừa qua chúng tôi đã hoàn thành cái công việc xây cất. Chúng tôi gửi thơ mời giáo hạt trưởng lên để làm lễ kỷ niệm 17 năm thành lập hội thánh và để cầu nguyện cung hiến phòng fellowship hall cho Chúa. Thật ra đến năm 14 mới mời được, nhưng mà cảm ơn Chúa đã cho hoàn thành cái chương trình xây phòng thông công.
Có một người đồng lao tôi nói rằng cái phần Hồng Kông của ông có chút xíu ngồi vô hạt trưởng của đế đâu. Tôi về tôi suy nghĩ có một sư bạn tôi nói đúng à. Nhìn lại cái phòng mình nhỏ tí teo. Nhưng mà những cái nhà thờ lớn thì người ta coi cái chỗ mình là cái nhà kho. Còn nói với Hội Thánh Ngọc So, Bồ Côi quá bộ cái này là một cái gì lớn vĩ đại của chúng tôi đã cầu nguyện bao nhiêu lâu và Chúa bèn cho chúng tôi. Và Chúa có nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi rất là thỏ lòng, mặc dầu một siêu giáo hạt trưởng rất là bận rộn, lo hơn 100 hội thánh trong giáo hạt, từ nào cũng bay xa để thăm viếng, nhưng mà lần nào tôi mời thì cảm ơn Chúa, một siêu cũng nhận lời thế thăm viếng hội thánh nhỏ bé để khích lệ con dân của Chúa tại đây. Khi hai bên một siêu cho biết sẽ đến thăm theo như trình chương trình dự định thì hội thánh chúng tôi rất là vui mừng, tạ ơn Chúa. Và trong vòng 13 năm phục vụ Chúa tại đây, cảm ơn Chúa, một sư đến lần này là lần thứ tư rồi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn một sư. Và nếu mà tôi vòng Chúa 14 năm thì một sư đến 5 lần, một lần một sư đến Chicago nữa. Cảm ơn Chúa, điều đó. Hiện nay chúng tôi đã làm xong hết mọi sự và vừa lót nền nhà thiếu khoảng 2.500 đồng, bị kim nữa thôi. Và tôi tin rằng Chúa là đấng Giê sẵn sàng sẽ tiếp trợ cho chúng tôi những cái thiếu thốn đó. Và hy vọng rằng khi chúng tôi hoàn thành dự án hôm nay thì phòng thông công không cần đã mô gợt, không có thiếu nợ. Cảm ơn Chúa điều đó. Và cuối cùng thay mặt cho ban chấp hành hội thánh toàn thể con dân Chúa ở đây, cảm ơn mục sư giáo hạt trưởng đã đến thăm viếng, khích lệ và giảng dạy làm chủ đề hôm nay. Và cảm ơn quý đại tớ của Chúa, hội thánh bạn đã cầu nguyện dâng hiến cho công việc xây dựng nhà Chúa tại đây. Cầu xin Chúa ban phước bầu thành cho toàn thể quý vị. Chúng tôi cũng đang cầu xin Chúa cho ông chủ bên cạnh bán miếng đất cho chúng tôi để chúng tôi làm tập kinh hoặc là xây cái nhà tiền chế, nhà thờ lớn bên cạnh đó. Và cái giá miếng đất đó hiện nay họ đóng thế khoảng là 22.000. Tôi có gửi, chúng tôi đã gửi thơ rồi nhưng mà thấy chưa có trả lời, tôi cũng có trình bày với sư giáo trưởng. Xin quý vị cứ